Anh chị em nào hay gặp tình trạng nè, cũng như là mình hay có đờm ở cổ họng nè, rồi do bây giờ cũng như là không khí là coi như là nắng mưa rồi mình hay bị cảm là vướng cổ họng, hoặc những anh chị em nào mà do cũng như là hậu Covid á, mình hay mắc đờm ở cổ thì hãy thực hành ngay đi nhé. Đi ra ngoài chợ hoặc ngoài vườn mình có, mình hái cây mùi tàu hoặc là cây ngò gai. Thì mình cắt rửa thật sạch cây ngò gai đó ra. Rồi nếu mà mình muốn dùng cho nó kiểu như là nó không có đầy hơi, đầy bụng kèm theo luôn á, thì mình cho ít gừng. Còn không thì đờm không á thì mình cho ngò gai thôi nhá. Đó, đổ nước vô khoảng 1 lít nước, mình nấu cái nước ngò gai lên. Đó, thì Kim Tuyến nhắc lại những ai mà kiểu như là đờm không á thì mình không cần dùng gừng tươi. Còn kiểu mà trướng bụng đầy hơi nữa thì mình bỏ thêm ít gừng vô. Để lúc mình uống, uống thì cây ngò gai này nó trị nong đờm rất là hiệu quả, còn có gừng tươi nữa làm cho mình không có ai mà bị đầy hơi trướng bụng, thì cho mình nó sẽ tiêu, kiểu như là nó tiêu không có trướng bụng nữa. Và cái thứ nhất thứ hai nữa mà cái đờm của mình nó sẽ lông ra và mình tập coi như là lấy hơi xong rồi khạc ra, ho khạc ra. Đó, giống như là mình khạc cái đờm ra thì nó ra rất là nhanh. Nhiều khi kiểu như là mình không có uống thêm ngò gai nữa thì nó cứ dính ở cổ, nó khạc ra không được. Đó là một cách rất là hiệu quả và lành tính cho những anh chị em nào mà mắc đờm ở cổ họng. Hãy áp dụng ngay đi nhé. Chúc anh chị em lúc nào cũng mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống.